Sai lầm khi ăn nấm kim châm dễ gây ngộ độc. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Mẹo Dân Gian. Quý vị và các bạn thân mến, nấm kim châm là một loại thực phẩm được ưa chuộng không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, một số người mắc một số sai lầm khi ăn nấm và điều này có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Trong video ngày hôm nay, Mẹo Dân Gian sẽ chỉ ra những sai lầm khi ăn nấm kim châm mà bạn nên chú ý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất, nấm kim châm và công dụng tốt cho sức khỏe. Nấm kim châm là một loại thực phẩm sinh trưởng và phát triển rộng rãi ở các vùng nhiệt đới và ôn đới. Chế biến được nhiều món ăn ngon, dễ ăn mà còn giàu chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Trong thành phần của loại thực phẩm này có chứa rất nhiều loại vitamin như vitamin B1, B2, C, phốt pho, E và các loại axit amin tốt cho sức khỏe của người già và trẻ em. Hợp chất kẽm và kali có trong nấm kim châm cũng rất tốt cho người cao huyết áp, ngăn ngừa tai biến. Riêng đối với trẻ em, hợp chất này còn có tác dụng giúp trẻ cải thiện chiều cao. Đặc biệt, nấm kim châm còn giúp làm giảm hàm lượng cholesterol trong máu, chống viêm loét dạ dày. Ăn nhiều nấm cũng là một phương pháp giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch cho cả gia đình. Nấm kim châm có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể, nhưng nếu nấu không đúng cách, rất dễ dẫn đến ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe. Thứ hai, những sai lầm khi chế biến và tiêu thụ nấm kim châm. Rửa nấm quá kỹ. Nấm kim châm thường được trồng trong môi trường sạch sẽ và được nhà sản xuất bọc bao kỹ lưỡng nên không cần rửa lại thật sạch với nước. Việc bạn dùng nhiều nước không chỉ khiến nấm bị mất đi vị ngọt tự nhiên khi nấu vì hút nhiều nước mà còn khiến nấm mất đi chất dinh dưỡng. Vì vậy, bạn chỉ cần rửa sạch trước hoặc không cần rửa nếu nơi mua sản phẩm uy tín. Bạn chỉ cần cắt bỏ phần chân nấm, dùng khăn ẩm, lau qua là có thể thưởng thức được hương vị tuyệt vời nhất của sản phẩm. Nấu nấm với quá nhiều dầu ăn. Bởi vì nấm kim châm rất dễ hấp thụ, chúng sẽ hấp thụ các chất lỏng như dầu ăn và nước khi nấu ăn. Vì vậy, nếu ăn nấm nhiều dầu sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn. Việc bạn tiêu thụ quá nhiều chất béo có thể ảnh hưởng xấu đến hệ tim mạch, hệ vi sinh đường ruột, hệ tiêu hóa. Nấu nấm chưa chín kỹ. Bạn cần đun sôi nấm trong khoảng từ 5 đến 10 phút để đảm bảo nấm đã chín hoàn toàn. Nếu các sản phẩm trong nấm chưa được chín kỹ hay vi khuẩn vẫn còn sót lại sẽ gây hại cho sức khỏe. Một lưu ý nữa là nấm mang tính bổ âm, kiêng không nên uống cùng đồ lạnh như trà đá, cà phê đá hay các thức uống mang tính mát, hạ nhiệt sẽ làm bạn bị đau bụng. Dùng nấm hỏng để chế biến món ăn. Nếu để nấm kim châm bên ngoài, nấm dễ bị nhũn, gây ngộ độc cho người ăn. Đặc biệt hơn, khi đặt nấm kim châm ngoài môi trường, các vi sinh vật thường chọn đây là nơi cư trú. Khi phát triển, chúng có thể sinh ra độc tố gây hại cho cơ thể. Vì vậy, khi chọn nấm ngoài chợ, bạn nên tránh chọn những loại đã ngả sang màu vàng đục và chỉ chọn những nấm có màu trắng trong để tránh ăn phải nấm hỏng bạn nhé. Mua phải nấm kim châm không hợp vệ sinh. Hiện nay trên thị trường có nhiều người bán cho thêm axit citric công nghiệp vào quá trình sơ chế nấm kim châm. Theo các nhà nghiên cứu khoa học, khi sử dụng nấm kim châm có chứa axit citric công nghiệp, loại axit này sẽ xâm nhập và ngấm sâu vào cơ thể, tác động tiêu cực đến hệ thần kinh, có thể bị sung huyết. Uống rượu ăn nấm, ngộ độc rượu làm tăng tình trạng tử vong. Với những người khi uống rượu kèm ăn nấm thì nguy cơ ngộ độc rượu tăng lên vì sự tích tụ quá cao của lượng aldehyde trong máu, gây cảm giác nóng bừng mặt, nhức đầu, buồn nôn, đánh trống ngực và khó thở. Nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Vì vậy, hãy luôn cẩn thận khi ăn nấm ở bàn tiệc cưới, bàn nhậu nhé. Thứ ba, lưu ý khi mua và sử dụng nấm kim châm. Chọn mua nấm kim châm có ghi rõ trên bao bì về hạn sử dụng và nguồn gốc xuất xứ. Chọn mua nấm còn tươi, không bị dập nát, gốc nấm không bị tách hoặc bở ra, nhất là nấm không có xuất hiện nước nhờn. Cần xem xét kỹ trên bao bì nhà cung cấp sản phẩm để tránh mua phải nấm kim châm kém chất lượng. Chỉ nên sử dụng nấm kim châm 1 đến 3 ngày sau khi mua về. Thứ tư, những loại nấm tốt cho sức khỏe. Nấm rơm. Nấm rơm khá phổ biến và được người dân sử dụng như một nguồn thực phẩm trong bữa ăn. Tuy vậy, rất ít người biết được những công hiệu tuyệt vời mà nấm rơm mang lại với đời sống con người. Nấm rơm chữa được các chứng bệnh như dị tinh, xuất tinh sớm, liệt dương, tiểu tiện không tự chủ. Nấm rơm có công dụng làm giảm cholesterol, phòng ngừa bệnh ung thư nhờ một loại protein dị chủng. Có thể chế biến riêng nấm rơm để ăn hoặc dùng kết hợp trong các món ăn bài thuốc khác. Ngoài ra, nấm rơm còn được bào chế thành dạng thuốc để dùng cho các trường hợp bị thiếu máu. Đối với cánh mày râu, nấm rơm còn được sử dụng như một thần dược trị chứng liệt dương.
nấm tai mèo. Loại nấm này còn được gọi là mộc nhĩ với hàm lượng dinh dưỡng khá cao. Mộc nhĩ trắng có hàm lượng canxi, magie, sắt, lưu huỳnh, có công dụng làm tăng khả năng miễn dịch của cơ thể. Mới đây, các nhà khoa học đã chỉ ra các dưỡng chất có trong mộc nhĩ có khả năng làm giảm cholesterol trong máu. Thậm chí, nấm mộc nhĩ còn có khả năng làm chậm tiến trình lão hóa của cơ thể. Trong đông y, mộc nhĩ còn được dùng trị các chứng, rong kinh, ho ra máu, làm nhuận tràng, ích khí và dưỡng âm. Nấm hương. Nấm hương từ rất lâu đã được dân gian dùng làm thuốc bổ và được coi là nguồn dược liệu chống lại sự lão hóa. Nhiều bệnh nhân bị viêm dạ dày đã tìm tới các bài thuốc với nấm hương để điều trị và nhận thấy sự thuyên giảm rõ rệt. Gạo tẻ, thịt bò cùng 100g nấm hương đem nấu thành món cháo ăn hàng ngày từ 1 đến 2 lần. Người bệnh sẽ cảm thấy hiệu quả tức thì. Nấm hương khô khi phối hợp với mộc nhĩ và hải sâm lại trở thành bài thuốc phòng ngừa ung thư hiệu quả, đặc biệt là với ung thư dạ dày. Ngoài ra, bài thuốc này còn có công dụng cầm máu, điều hòa khí huyết. Nấm hương khi dùng chung với thịt nạc, vừa là một món ăn bổ dưỡng, lại còn được coi là bài thuốc hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan rất hiệu quả. Nấm đùi gà. Nấm đùi gà hay còn gọi là nấm mỡ, là một loại nấm rất được ưa chuộng cho các món ăn của nước Ý như pizza, mì spaghetti hoặc sử dụng để nướng với bít tết hoặc rau. Ngoài việc dùng chế biến thành các món ăn ngon miệng, nấm đùi gà còn chứa rất nhiều selen, kali và vitamin B3. Nấm linh chi. Nó không chỉ góp phần nâng cao hệ miễn dịch của cơ thể và bảo vệ trái tim khỏe mạnh. Ngoài ra, nấm linh chi còn hữu ích trong việc điều trị chứng mất ngủ, dị ứng, mệt mỏi và các vấn đề liên quan đến hô hấp. Nếu phơi khô nấm linh chi và dùng để uống như trà, bạn có thể giảm căng thẳng cho hệ thần kinh. Nấm lim xanh. Nấm lim xanh là một loại nấm quý hiếm, chỉ bắt gặp ở các khu vực rừng nguyên sinh. Nấm có công dụng bồi bổ và dưỡng sinh, phục hồi các chứng rối loạn chức năng của cơ thể. Nấm được coi là nguồn nguyên liệu vàng trong việc hỗ trợ và điều trị các loại bệnh ung thư, mỡ máu, huyết áp, giải độc gan, gút. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là toàn bộ những lời khuyên về vấn đề lựa chọn và sử dụng nấm của Mẹo Dân Gian dành cho quý vị. Nếu quý vị có thắc mắc cần được giải đáp, hãy để lại bình luận xuống phía dưới. Ban biên tập của Mẹo Dân Gian sẽ phản hồi tới quý vị trong thời gian sớm nhất. Đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để liên tục cập nhật những video mới và hữu ích nhất. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.